Hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2018, thứ năm tuần thứ 21 thường niên. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Phaolô, do Thánh ý Chúa, được kêu gọi làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô và Sôtene, anh em chúng tôi kính chào hội thánh Chúa ở Corinto, những người được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô. Được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô ở cùng anh em. Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em, vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng trong người anh em được tràn đầy mọi ơn. Ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta tỏ mình ra, cũng chính người sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng. Không có gì đáng khiển trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Thiên Chúa là đấng trung tín, đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen. Sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Thế hệ này rao giảng cho thế hệ kia hay công việc Chúa, và thiên hạ loan tin quyền năng của Ngài. Người ta nói đến vinh quang cao cả oai nghiêm và phổ biến những điều kỳ diệu của Chúa. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Người ta nói tới quyền năng trong những việc đáng sợ và kể ra sự vĩ đại của Ngài. Người ta lớn tiếng khen ngợi lòng nhân hậu bao la và hân hoan về đức công minh của Chúa. Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Alleluia, Alleluia. Nguyện cho lời Đức Chúa Kitô cứ ngủ dồi dào trong anh em. Anh em hãy nhờ Đức Kitô mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khuếch vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì 9 giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Vậy thì, ai là người đệ tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đệ tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đệ tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa. Chủ của tên đệ tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Chúa đến với con người vào lúc hết sức bất ngờ. Vì thế chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng luôn và canh thức chờ đón Ngài. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con dâng Chúa tâm tình cảm tạ vì Chúa đã thương báo trước cho con biết rằng Chúa sẽ đến bất ngờ. Cuộc đời của con sẽ có ngày kết thúc. Ngày ấy là lúc Chúa đến đón con về trời. Chúa muốn con phải chuẩn bị cho biến cố quan trọng ấy từ bây giờ và suốt cả cuộc đời con. Lạy Chúa, xin giúp con biết canh thức để đón Chúa đang đến với con mỗi ngày. Chúa đến với con qua lời Chúa và qua thánh thể. Chúa đến với con trong công việc bổn phận. Chúa đến với con khi con đọc kinh cầu nguyện và cả khi vui chơi giải trí. Chúa đến với con khi con cảm thấy hân hoan và cả những khi đau buồn. Và Chúa cũng đến với con nơi những người mà con gặp gỡ tiếp xúc, cho dù người đó không có thiện cảm với con. Xin Chúa mở mắt tâm hồn để con dễ dàng nhận ra dấu chỉ Chúa đang hiện diện nơi cuộc đời con. Xin Chúa giúp con luôn biết sẵn sàng chờ đón Chúa với những việc làm cụ thể, gặp gỡ Chúa một cách riêng tư và thân mật trong những giờ cầu nguyện, hoặc làm những công việc thường ngày một cách chu đáo như đang thực hiện cho chính Chúa, hoặc tìm đến những phương tiện giải trí lành mạnh giúp cho tâm hồn vươn cao hơn, và nhất là luôn sống bác ái với tha nhân. Lạy Chúa, mỗi ngày sống là mỗi lần con bắt đầu lại cuộc đời. Con ước mong đời sống của con mỗi ngày sẽ qua đi trong bình an, để con tiếp tục hành trình dấn thân phục vụ như một món quà sẵn sàng kính dâng Chúa mỗi ngày. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Ban phát không ngừng. Trong một câu chuyện ngắn, văn hào Tolstoy của Nga đã ghi lại mẫu đối thoại của ba người khách bộ hành như sau. Mệt mỏi vì đường xa, ba người bộ hành đã dừng lại nghỉ chân bên một dòng suối trong vắt. Trong những giây phút thoải mái bên cạnh dòng suối, mỗi người mới phát biểu về lợi ích của nó. Người thứ nhất lên tiếng, còn gì sung sướng bằng gặp được một dòng suối mát bên vệ đường. Nước suối trong vắt không những làm cho chúng ta được tươi mát, nhưng còn mời gọi chúng ta sống thành thật với nhau. Người bộ hành thứ hai góp ý, dòng suối chảy như không ngừng muốn nói với tôi, hỡi loài người, hãy làm việc không ngừng để làm cho thế giới được tốt đẹp hơn. Người bộ hành thứ ba, sau một phút trầm ngâm mới thốt lên, những gì các bạn vừa phát biểu đều đúng cả. Nhưng còn có một điều quan trọng hơn nữa mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Các bạn hãy nhìn kìa, dòng suối này chảy không ngừng, nó ban phát không ngừng. Nó ban phát cho tất cả mọi người mà không đòi hỏi một sự đáp trả nào. Mỗi người chúng ta hãy sống cao thượng như thế. Sự sống đang châu lưu trong tâm hồn chúng ta chính là thần khí của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho chúng ta sức sống của Ngài, tình yêu của Ngài mà không đòi hỏi một điều kiện nào như chúng ta. Thiên Chúa chỉ muốn thông ban, Thiên Chúa chỉ muốn san sẻ và Ngài chờ đợi chúng ta cũng sống như thế. Nguồn suối đang châu lưu trong tâm hồn chúng ta, nhờ đó chúng ta được sống một cách tươi mát, luôn mời gọi chúng ta cũng hãy ban phát không ngừng. Thánh Thần là ân ban của Thiên Chúa. Người Kitô nhận lãnh Thánh Thần cũng hãy trở thành ân ban của Thiên Chúa cho người khác. Càng trao ban, càng phân phát, người Kitô càng tìm gặp lại chính mình. Bài trích sách lẽ sống.